và cho quý vị nhập thất để mà tu học. Mà bằng ngược lại, vị thiền sư thấy rằng cái vị này về cái thiên tư Phật Pháp không có thể liễu ngộ được, thì cái vị thiền sư này sẽ chỉ quý vị đến những cái vị mà nó vừa cái tầm của học đạo của quý vị. Ở đây là những cái vị thiền sư họ đã minh tâm kiến tánh rồi, thành ra tâm thể họ rất là bao quát, họ có những cái nhìn rất là sắc bén. Khi họ nhìn một cái người đệ tử mới vừa nhập môn, họ biết rằng cái người đệ tử này có thể rằng đi trong cái dòng pháp của họ được hay không, hay là người đệ tử này có thể đi qua một cái giáo pháp khác. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như thiền sư Thiên Nhiên, khi mà đầu tiên mà ngài đi đến để mà gặp Mã Tổ, thì khi đi vào trong cái đạo tràng của Mã Tổ thì bây giờ ngài đang đội một cái khăn quấn ở trên đầu, ngài mới dở cái khăn lên để cho Mã Tổ nhìn cái chân tướng của ngài. Thì khi Mã Tổ nhìn thấy thiền sư Thiên Nhiên thì Mã Tổ nói ngay: ta không phải là thầy của ngươi, Thạch Đầu Hy Thiên mới là thầy của ngươi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tâm của những vị thiền sư mà họ đã ngộ được cái chỗ mà minh tâm kiến tánh thì cái sự thấy của họ rất là sáng suốt, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì có những vị chưa minh tâm kiến tánh, thấy Phật tử đến để mà quy y làm đệ tử của mình, không có khảo sát, không có biết trình độ của đệ tử của mình, rồi cứ nhận mà rồi không chỉ dạy đến nơi đến chốn. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng khi mình làm một bậc thầy mà mình đi chỉ dạy cho những người đệ tử mình thì cái trách nhiệm của vị thầy rất là lớn. Mình phải biết rằng mình có kham nổi hay không, chứ không phải là mình là cái người mà còn vô minh rồi thấy những người đệ tử đến mà gia nhập mình lại thâu nhận họ vào. Như vậy thì quý vị cho những người đệ tử mình được cái gì? Chính quý vị còn từng bước dò dẫm đi trên con đường đạo mà dám thâu nhận cả trăm cả ngàn những vị đệ tử. Như vậy thì quý vị thấy rằng chính quý vị có tội. Tội như thế nào? Là tại vì mình đang vô minh, mình chưa thấy được cái sự sáng, mình chưa ngộ được cái lý vô sanh, vậy mà mình dám nhận những người đệ tử để mình chỉ dạy. Đó là một cái lỗi rất lớn trong Phật Pháp. Và như vậy vô tình quý vị chặt đứt đi những cái truyền tông, những cái thiền tông nó đã có từ nhiều đời. Chẳng hạn bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ trong một cái đạo tràng có 2.000 người, nhưng mà với thầy 2.000 người mà không hiểu thiền tông, không hiểu cái pháp tu, không hiểu Phật Pháp, thì thầy chỉ chọn một người mà họ hiểu được Phật Pháp. Đó là với thầy là như vậy. Bởi vì cái quan trọng của thầy là trên con đường tu thầy chọn một người để chi? Để những người đó sau này họ có thể thay thế thầy, họ có thể thay thế chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai mà họ truyền dương cái Phật Pháp. Bây giờ thì Đại sư Triệu Châu được ngày năm tuyền cho nhập vào ở trong chúng và cho nhập thất. Một hôm ngài Triệu Châu đang đứng hầu thiền sư Nam Tuyền thì ngài thưa rằng: kính bạch hòa thượng, con xin hỏi hòa thượng, thế nào gọi là đạo? A Di Đà Phật. Quý vị thấy những câu hỏi của những vị thiền sư nó rất là bình thường, phải không? Khi mà đã xuất gia rồi thì phải biết đạo là gì rồi chứ. Nhưng mà ở đây ngài Triệu Châu vào trong cái đạo tràng này rất nhiều năm mà ngài vẫn còn hỏi câu: bạch hòa thượng, thế nào là đạo? Thì bây giờ thiền sư Nam Tuyền đáp rằng: tâm bình thường là đạo. Ngài Triệu Châu thưa hỏi tiếp: con có thể tiến đến đó được chăng? Như vậy thì quý vị thấy cái câu hỏi của Đại sư Triệu Châu là hỏi con đường dẫn vào trong cái bản tâm. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Thì ở đây ngài Nam Tuyền nói bình thường là đạo. Có nghĩa là sao? Bình thường là đạo như thế nào? A Di Đà Phật. Tất nhiên là đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ. Phải không? A Di Đà Phật. Thì bình thường tâm thị đạo mà, là cái chỗ này. Nhưng mà thật sự ra chúng sinh thì không có bình thường tâm thị đạo. Bây giờ để thầy trình bày để cho quý vị thấy rõ ràng. Những cái bậc thiền sư ngày xưa khi các ngài sống trên núi non, khi mà các ngài đói thì các ngài lấy những cái hạt dẻ, những cái lá rừng các ngài ăn. Khi khát thì các ngài uống nước suối.
các ngài ngủ trong những cái hang động rất là thiêng liêng. Nhưng mà ngược lại bây giờ mình cũng bắt chước quý ngài nhưng mình làm không được. Tại sao vậy? Đói mình ăn, nhưng mà ăn của mình là mình phải chọn lựa thức ăn, phải không? Thức ăn nào mà không ngon thì bữa đó là mình chỉ cầm đũa mình già dài cái giá cơm cái mình buông xuống, tại thức ăn không ngon, thành ra mình đâu có ăn nhiều, phải không? Khi mà khát á thì các vị thường thiền sư uống nước suối, có nhiều khi nước mà có trộn bùn các vị phải lọc nước đó rồi các ngài uống rất là bình thường, nhưng mình thì không được, uống là phải uống nước lọc, nước suối lọc, hoặc là uống những cái nước ngọt, những cái nước mà trái cây thơm bổ gì mới chịu uống, phải không? Các vị thiền sư á, bình thường tâm thị đạo nằm xuống không có một cái tư tưởng nào dẫn dơ trong tâm, thành ra các ngài nằm xuống là các ngài nghĩa là vào trong cái sự an tịnh ngài. Nhưng mà ngược lại ở thế gian bây giờ thì nằm xuống ngủ không được. Tại sao vậy? Quý vị rất là nhiều cái sự lo lắng trăm chiều vạn lối mà quý vị lo, thành ra cái tâm bình thường của mình không có, phải không? Đó, cái chỗ tâm bình thường mà Nam Tuyền muốn nói là cái chỗ mà các vị thiền sư thực hành được mà chính mình không thực hành được. Thì bây giờ ngài Triệu Châu thưa hỏi rằng như vậy thì con có thể tiến đến cái chỗ mà tâm bình thường được không? Thì thiền sư Nam Tuyền đáp rằng nếu ông suy nghĩ để tiến đến là trái với đạo. A Di Đà Phật, quý vị thấy hay quá ha. Thấy tâm bình thường mà là đạo rồi, nhưng mà bây giờ ngài Nam Tuyền lại thêm một câu nữa, nếu ông suy nghĩ để tiến đến là trái với đạo. A Di Đà Phật, quý đại chúng có thấy cái câu này hay không? Đó, thầy mong rằng quý đại chúng nghe rồi quý vị thấy nó rất là hay. Nghe, rất là hay. Ha. Nếu mà ông suy nghĩ để ông tiến đến được cái tâm bình thường á, như vậy là ông trái với đạo. Như vậy thì làm sao được tâm bình thường? Như vậy là cái tâm bình thường là cái tâm mà tự do, tự nhiên, tự tại. Chứ còn mình suy nghĩ để bắt buộc nó phải làm như vậy là quý vị đã đi sai rồi. Quý vị đã cố gắng là đưa cái tư tưởng, đưa cái ý tưởng mình vào đó thì nó đã sai quá rồi. Nha. A Di Đà Phật. Bây giờ thì ngài Triệu Châu thưa rằng khi chẳng nghĩ làm sao con biết đạo. Khi mà ngài Nam Tuyền nói rằng nếu mà suy nghĩ thì trái với đạo, thì ngài Triệu Châu nói như vậy thì chẳng nghĩ làm sao con biết đạo. A Di Đà Phật, quý vị nghe rõ ràng ngài Nam Tuyền khai thị đây. Bây giờ thì ngài Nam Tuyền khai thị đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Quý vị nghe cho kỹ chỗ này nha. Đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Biết tức là vọng giác, không biết tức là vô ký. Nếu thật sự đạt đạo thì chẳng có nghi. Dí cũng như hư không, thênh thang rỗng không, đâu có thể nói phải hay là quấy. Quý vị nghe hay không? Quá là hay. Câu này rất là tuyệt, rất là tuyệt nha. Đạo chẳng thuộc biết cũng chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Bởi vì khi mà quý vị dùng cái ý tưởng mà quý vị biết đó, là tất nhiên là vọng tưởng rồi, nó thuộc về vọng giác rồi. Mà quý vị dùng cái tư tưởng để mà ém cái tư tưởng này lại thì quý vị vào ở trong cái vô ký rồi ha. Vô ký là cái chỗ không đó. Còn cái người mà đạt đạo thì cái tâm họ rất là tự nhiên, thênh thang tự tại, không có bị một cái gì ràng buộc hết á. Bởi vì vậy mà ngài Nam Tuyền nó mới nói rằng nếu thật sự đạt đạo thì mình chẳng còn nghi. Quý vị nhớ cái chỗ này, ngày nào mà quý vị còn đặt câu hỏi này, cái này có phải là đạo hay không, cái pháp môn này tu đúng hay sai, cái đường này tôi đi đến cái niết bàn hay không, thì tất nhiên là quý vị còn lưỡi nghi. Mà hễ quý vị còn lưỡi nghi thì quý vị chưa đạt đạo. Bởi vì cái nghi chính là cái mà nó ngăn trở trên con đường quý vị đi tầm trên cái đạo quả. Vì vậy mà ngài Nam Tuyền nói sao? Nếu thật sự đạt đạo thì chẳng còn nghi. Quý vị nghe rõ ràng ha. Mà chuyện thật sự trên cuộc đời này cũng vậy. Khi quý vị còn một cái nghi ở chỗ nào, tất nhiên là quý vị chưa biết nơi đó. Bởi vì quý vị đã biết rõ ràng nơi đó thì quý vị không còn nghi, phải không? Đúng như vậy phải không? Bởi vì quý vị chỉ mường tượng, quý vị chưa biết rõ thì quý vị phải nghi thôi. À, chẳng hạn người ta nói rằng muốn đi qua ở bên một cái châu nào đó, mình phải qua một cái biển cả như vậy. Thì quý vị chưa tới, quý vị phải có quyền quý vị nghi. Thì ở đây cũng vậy, khi quý vị chưa đạt được cái bổn tánh của quý vị, tất nhiên là bản lai diện mục của quý vị, thì quý vị chưa biết bản lai là cái gì hết, thì quý vị phải nghi, bắt buộc vậy thôi nha. Nhưng mà hãy nghi á thì là không phải đạo. Cũng như ví như là hư không vậy đó, thì nó rỗng rang mênh mông. Ở trong hư không thì nó đâu có cái nghi hay là cái phải hay là cái không phải, phải không? Ừ, chỗ này hay lắm nha quý đại chúng, cố gắng nghe để thấy rõ ràng
những lời của những bậc mà tôn đức ngày xưa, nó là một cái khuôn vàng thước ngọc rất là hay. Bây giờ thì thiền sư Triệu Châu nghe câu này thì sư đạt được cái ý gì? Sau khi mà thiền sư Triệu Châu đạt ngộ thì sư đến cái giới đàn ở tại Lưu Ly, tại Tung Nhạc để thọ cụ túc giới. Bây giờ với ngày xưa nó cũng giống nhau. Nhiều khi mình tu ở trong cái ngôi chùa đó, nhưng mà trong ngôi chùa đó thì không đủ tam sư thất chứng, à, thì không có thể làm một cái giới đàn để cho quý vị thọ cụ túc giới giới được. Thì quý vị phải rời khỏi cái chùa của mình đang tu, đi đến một cái nơi mà người ta có thành lập giáo một cái giới đàn sẵn để mình thọ cụ túc giới. Bây giờ cũng vậy, quý vị vào trong tu một trong cái đạo tràng nào mà trong đó không đủ tu sĩ để mà có thể là tam tam sư mà thất chứng cho quý vị để quý vị thọ cụ túc giới, thì quý vị lập tức phải có cái giấy mà giới thiệu của bổn sư của mình để cho quý vị đem trình đến một cái đạo tràng đang thọ giới. Ở đây người ta nhận quý vị và người ta sẽ truyền cái cụ túc giới cho. Thì cũng như vậy, mặc dầu ngài Triệu Châu ở với Nam Tuyền, nhưng mà lúc đó chỉ là sa di thôi. Nhưng mà khi mà thọ cụ túc giới thì ngài phải đi đến cái giới đàn Lưu Ly tại Tung Nhạc mà thọ cụ túc giới. Và sau khi mà thọ cụ túc giới xong thì thiền sư Triệu Châu trở về hầu hạ thiền sư Nam Tuyền. Và chính trong đạo tràng của ngài Nam Tuyền thì Triệu Châu đã được ấn khả. Thường thường khi mà quý vị đạt ngộ đó thì cái vị nào ấn khả cho quý vị là cái vị bổn sư của quý vị, nếu vị đó là một cái vị thiền sư minh tâm kiến tánh. Cái vị này là cái vị, bởi vì những cái vị mà đã minh tâm kiến tánh là sao? Là người đó đã tu đến cái nơi mà giống như quý vị, bây giờ quý vị đang lần mò, cái vị đó cũng lần mò như quý vị, lần mò mà đến cái chỗ mà không còn chỗ nào mà để đi nữa hết, thì cái vị này đã đến cái chỗ minh tâm kiến tánh, thì vị này sẽ biết được cái con đường quý vị đi. Vì vậy mà quý vị này là cái người ấn chứng cho quý vị. Vị bổn sư của quý vị là cái người ấn chứng cho quý vị đạt ngộ. Khi mà Triệu Châu thiền sư được Nam Tuyền ấn khả, ngài trở lại Tàu Châu để mà thăm vị bổn sư của ngài. Những người quyến thuộc và bạn hữu nghe ngài về kéo đến rất đông để thăm. Thì bấy giờ ngài bèn đóng cửa thất và nói rằng: lưới ái trần tục không có ngài giúp được. Tôi từ khi xuất gia không muốn gặp lại những người này nữa. Quý vị thấy cái tâm của ngài Triệu Châu không? Ngài luôn luôn là ngài quay vào trong để ngài tu. Do đó ngài không có nhìn những cái lục thân quyến thuộc đến thăm ngài. Tại vì cái cảnh trần bên ngoài thường thường nó hay cướp mất công đức của những người tu. Quý vị hiểu không? Bây giờ mình tu mà mình ham vui, chùa nào đông mình đi, chùa nào ít mình cũng đi. Như vậy thì mình bị gì? Mình bị cái cảnh trần nó cướp mất rồi. Cái sự buồn vui của mình là do cái cảnh trần bên ngoài, chứ không còn bên trong nữa. Còn những người mà người ta quay trở lại quán sát bản tâm thì cái buồn vui bên ngoài nó không ảnh hưởng gì hết. Như vậy thì quý vị thấy ngài Triệu Châu là bậc pháp khí. Đến đổi mà gia đình quyến thuộc bạn hữu đến thăm, khi mà ngài trở về thăm cái quê mà ngài đã đóng cửa thất không có tiếp một ai hết, ngài cho rằng lưới ái trần tục không có ngài giúp được, nên ngài từ khi xuất gia ngài không muốn gặp lại bất cứ những người thân đó. Tại sao vậy? Là tại vì ngài sợ gặp lại những cái cảnh trần này nó lưu chuyển, mà khi mà mình gặp lại người đời rồi họ họ có những cái chuyện rất là thương tâm, hay là họ có những cái chuyện rất là vui, hay họ có những cái chuyện buồn, họ họ có thể trình với mình, thì lúc đó tâm của mình nó cũng chuyển theo cái hoàn cảnh bên ngoài. Do đó người tu thiền sợ nhất là những cảnh trần bên ngoài. Người tu thiền luôn luôn hướng tâm hướng thượng vào trong bản tâm, hằng thấy bản tâm, thường thấy bổn tánh, mỗi giờ mỗi phút mỗi sát na đều phải sống trong cái bản bản tâm đó, đều sống trong cái chân như bản tánh đó. Như vậy mới có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sau đó thì đại chúng thỉnh thiền sư Triệu Châu trụ trì viện Quan Âm. Và cái viện Quan Âm này nó ở tại huyện Triệu Châu. Do đó người thời bấy giờ gọi thiền sư Tùng Thẩm là thiền sư Triệu Châu. Thời gian mà thiền sư trụ trì tại viện Quan Âm thì bấy giờ có vua nước Yên
và có vua nước Triệu. Khi mà nghe tiếng